Kính thưa quý khán thính giả đài truyền hình SBTN, chúng tôi đang ở văn phòng của Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn ở tại miền Nam California. Một sự kiện bất ngờ xảy ra vào sáng hôm nay, Thượng nghị sĩ Janet Nguyễn đã không được phát biểu ý kiến và sau đó bà bị đưa ra khỏi sàn Thượng viện California. Chúng tôi đã đón bà tại văn phòng khi bà bay từ thủ phủ Sacramento về lại Orange County. Thượng nghị sĩ có thể chia sẻ với mọi người chuyện gì đã xảy ra sáng ngày hôm nay? Chúng tôi là truyền thông từ sáng và đứng đây 2 tiếng đồng hồ để mà chờ thượng nghị sĩ để mà thượng nghị sĩ có thể trả lời những cái chuyện gì đã xảy ra. Trước hết mình cũng xin lỗi là tại mình mới bay về từ Sacramento, mới đi khỏi được thượng viện, và bữa nay chúng tôi bị thượng viện bắt buộc có mấy người sergeant ra tới lên cái Senate floor đó, kéo chúng tôi đi ra khỏi cái Senate floor là tại vì mình nói về tại sao người Việt Nam của chúng ta bị đàn áp từ Cộng sản Việt Nam, và ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden, tại sao ổng là cái view của ổng hồi đó là sai về người Việt Nam chúng ta, con cái của chúng ta, và tại sao ổng hợp tác chung với Cộng sản Việt Nam. Vậy thì theo những gì chúng tôi biết qua phương tiện truyền thông thì là thượng nghị sĩ đã bày tỏ thái độ của mình khi thượng nghị sĩ đã bước ra khỏi cái lúc mà thượng viện vinh danh cố thượng nghị sĩ Tom Hayden. Thì cái chuyện ngày hôm nay và cái chuyện ngày hôm trước thượng nghị sĩ vinh danh như thế thì là nó có một cái ý nghĩa như thế nào cho cái hành động ngày hôm nay? Well, hồi thứ tư á, thượng viện á làm một cái bữa celebration của ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden. Trong cái ngày đó chúng tôi muốn đứng lên nói về và cho thượng viện biết về một cái ấn tượng của một người Việt Nam, một người đi vượt biên. Và then chúng tôi thấy là có gia đình của ông ta, có bạn bè của ông ta. Thì chúng tôi thấy là mình cứ làm như vậy. Mình đợi cho ngày khác đi. Rồi bữa nay chúng tôi đứng lên đó nói, và thượng viện ông Pro Tem và văn phòng của ông ta đó nói là chúng tôi không có quyền nói chuyện được bữa nay. Không có quyền nói được cái việc này. Và muốn nói ấy, thì chỉ bỏ một cái statement lên cái website đi. Mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mà nói chuyện ấy, về cái việc này ấy, là chúng tôi sẽ revoke và sẽ kêu bằng out of order. Khi mà thượng nghị sĩ đã có những cái ý kiến trên sàn thượng viện như thế, thì thượng nghị sĩ có biết trước rằng là có những cái quy định về những cái vấn đề đó là thượng nghị sĩ có thể gặp một cái khó khăn như trường hợp đã xảy ra cho thượng nghị sĩ sáng ngày hôm nay. Thượng nghị sĩ có hình dung trước chuyện đó hay chưa? Không, mình không có thấy là mình chỉ có muốn đứng đó làm rất là very respectful. Mình chỉ muốn cho mấy các vị thượng nghị sĩ và đồng bào bản xứ biết về một cái ảnh tưởng khác, một cái historical perspective khác về ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden, về nước Việt Nam, về người Việt Nam, về người đi vượt biên Việt Nam. Và chúng tôi nghĩ là mình giống hơi như mấy quý 2 năm lần. Hồi năm ngoái á, chúng tôi và các thượng nghị sĩ khác á, nói về ông President Ronald Reagan. Và chúng tôi đứng lên đó nói là ông Reagan là người cho vượt biên Việt Nam qua nước Mỹ. Rồi chúng tôi cảm ơn ông ta. Và then sau đó có một người thượng nghị sĩ nói, no, tao phải disrespectfully disagree. So ông nói về tại sao ông thấy ông Reagan không phải là người tốt. Không có ai cúp mic của ổng, không có ai đuổi ổng ra, không có ai kêu sergeant mà kéo đi khỏi cái set of floor và escort qua văn phòng luôn. Thượng viện á, là một cái nơi của the representative of the people, đại diện của người dân. Thượng nghị sĩ có thể cho quý khán giả biết rõ hơn là về cố thượng nghị sĩ Tom Hayden và những cái chuyện về cái cách của ông mà khiến cho thượng nghị sĩ có một cái phản ứng như thế. So ông Hayden á, hồi xưa đó, thưa quý đồng hương, quý đồng quý mà nhớ á, ông là người đã cưới bà Jane Fonda, và hai người đi nước Việt Nam, đi chung với Cộng sản Việt Nam. Sau 73 đó mà nước Mỹ á, bỏ đi á, và ký cái treaty á, ông đứng đó, ông cảm ơn và ông mừng là bây giờ là xong rồi, là Cộng sản Việt Nam đã thắng rồi. Và ông nói người nào mà không có đi chung với Cộng sản Việt Nam là một người thua của the CIA.
Trong cái sự tường thuật sáng ngày hôm nay chúng tôi được xem trên video thì thấy bà có đọc một phần bằng tiếng Việt. Thì trong cái nội dung bằng tiếng Việt, bà khi bà trình bày bằng tiếng Việt như thế, bà có cái ý như thế nào? Chúng tôi muốn là cho các thượng nghị sĩ biết for the first time mình đâu có, từ xưa giờ mình đâu có nghe người nào mà nói tiếng Việt Nam trên thượng viện. So mình thấy là bữa nay was very appropriate để cho mình nói mấy lời tiếng Việt và để cho đồng bào mà thấy được, thì đồng bào đã thấy mình nói cái gì. Và sau mình muốn cho người Việt Nam chúng ta thấy là wow, bây giờ mình có một người Mỹ gốc Việt mà một người nói tiếng Việt được, một người đứng lên, mạnh dạn đứng lên để nói về ông cựu thượng nghị sĩ Tom Hayden. Trong một vài tuần lễ trước, có một sự kiện xảy ra ở tại Thượng viện Liên bang là thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cũng bị cái trường hợp giống như bà. Bà so sánh hai trường hợp đó như thế nào? Hai trường hợp rất là khác nhau. Bà Elizabeth Warren, bà đâu có bị sergeant kéo bà đi ra cái floor đâu. Và chúng tôi á, mình cái đó là mình chỉ có biết cái đó thôi. Và cho quý vị biết á, là chúng tôi đã cho văn phòng của ông Pro Tem biết, đã went through cái protocol, hỏi đàng hoàng. Không phải là mình làm, tự mình muốn làm và mình muốn báo đồ nói. No, mình chỉ có muốn đọc cái statement thôi. Mình đi hết through cái protocol trong 2 ngày. Mình hỏi làm được cái chỗ nào, nói được chỗ nào, chừng nào mà thượng nghị sĩ Janet Quyển nói được. Tê nói không có được luôn. Tê nói là muốn, thượng nghị sĩ muốn nói thì kêu bà chỉ bỏ một cái statement lên cái Facebook hay là website thôi. If bà mà nói chuyện, bà sẽ bị call out of order. So after cái đó, mình thấy trong cái email luôn, chúng tôi nói no, cái đó không được. Mình phải, I mean, mình đã respect cho them hồi thứ ba rồi. Bây giờ is my turn. Bây giờ là for my people. Bà dự đoán là trong những ngày sắp tới, vì với cái vấn đề vừa xảy ra cho bà, thì là chuyện gì sẽ xảy đến cho bà trong những ngày sắp tới với các thành viên trong thượng viện? Cái đó mình không có biết, because of course thượng viện là cái nơi của majority party, là không phải chúng tôi. So they có, mình không có biết they sẽ làm cái gì và cái retribution đó là cái gì. Ồ, chúng tôi có được quyền trở về thượng viện hay không? Mình chưa biết. So bây giờ bà Senate leader đó của bên đảng của chúng tôi á, đã nói bà muốn biết cái retribution là cái gì. Because hồi xưa đó, if có đó thì they sẽ đuổi ra văn phòng, they sẽ fire hết mấy người staff, they sẽ không có cho bài lên thượng viện, tùm lum hết đó, so they could. But chúng tôi không có thấy là they có quyền làm như vậy, là tại chúng tôi đã went through hết cái protocol. We ask, không phải là chúng tôi muốn hù đem hay là phá đem. Mình đã từ hồi hôm qua đã hỏi đem làm cách nào mà thượng nghị sĩ Janet Quyển nói được cái việc này. Tê nói không có được. Tê nói là thượng nghị sĩ mình muốn nó kêu bằng personal privilege của một người thượng nghị sĩ. Tê nói không được. Then they nói là okay, làm condition of file. Tê cũng nói không được. Then I said then how? Tê nói you can't. What do you mean you can't? You can't. So mặc dù thượng nghị sĩ là thượng nghị sĩ ở tại tiểu bang California, nhưng mà đối với nhiều người Việt Nam ở cộng đồng khác nhau rất là quan tâm đến thượng nghị sĩ, vì là bà đã làm một cái lịch sử là trở thành người Việt Nam vào trở thành thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Thì với đồng bào và đồng hương thì thượng nghị sĩ có những cái lời nhắn nhủ nào, thì chắc chắn là mọi người rất là quan tâm đến sự việc vừa xảy ra. Mình phải đoàn kết, mình phải nói cho thượng viện là không có được, không có quyền mà lấy cái rights của một người thượng nghị sĩ ôm một người đại diện cho người dân. Mình, người Mỹ gốc Việt của chúng ta ở Quốc hội, ở Hoa Kỳ á, mỗi ngày mình tranh đấu cho tự do, nhân quyền tại Việt Nam. Wait a minute, bây giờ ở nước Mỹ, mình đã mất cái tự do đó. Rất cảm ơn thượng nghị sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn này. Chúng tôi biết bà vừa mới đáp máy bay xuống, rất còn mệt. Rất cảm ơn bà thượng nghị sĩ. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, vừa rồi là phỏng vấn của chúng tôi với thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. Mai Phi Long tường trình cho SBTN từ Garden Grove, California.